tăng trần giá vé máy bay nội địa từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 34-2023 TTBGTVT về sự đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17-2019 TTBGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư số 34 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Theo đó, thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng phổ thông cơ bản, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1 triệu 600 000 đồng trên vé trên chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1 triệu 700 000 đồng trên vé trên chiều với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đến 250.000 đồng trên vé trên chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Cụ thể, với đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, có mức giá trần là 2.250.000 đồng trên vé trên chiều. Giá cũ là 2.200.000 đồng trên vé trên chiều. Đường bay có khoảng cách từ 850km đến dưới 1.000km. Có giá vé tối đa là 2.890.000 đồng trên vé trên chiều. Giá cũ là 2.790.000 đồng trên vé trên chiều. Đường bay từ 1.000km đến dưới 1.280km. Có giá trần là 3.400.000 đồng trên vé trên chiều. Giá cũ là 3.200.000 đồng trên vé trên chiều. Và đường bay có khoảng cách từ 1.280 km trở lên là 4 triệu đồng trên một vé trên chiều, giá cũ là 3 triệu 750 000 đồng trên vé trên chiều. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không, bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm.